Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một mẹo hay là cách để xác định nơi có ray nắng đẹp và cách chụp ray nắng đẹp. Ở đây là một hình, những hình demo mình vừa chụp xong. Ở đây là mình chụp bởi Sony A7 II và lens 24-70 GM. Như các bạn, ở đây mình cho các bạn xem một lượt nhé. Cái này là mình chụp test tia thôi. Đây, cái này mình không có chỉnh sửa, không có ghép ra gì hết nhé. Cái này là chỉ có chỉnh cho màu tươi lên, blend màu, không có sửa bất kỳ gì hết. Rồi, còn cách chụp như thế nào, cách xác định như thế nào, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên là cách biết làm sao để hôm nay có ray nắng. Hình nào rõ nhất ở đây. Ray nắng là gì? Ray nắng là những tia nắng chiếu xuống qua tán cây hay là qua cái một cái khu rừng gì đó. Đây, cái tia màu vàng như này. Cái xác định làm sao để mà có tia ray nắng thì các bạn để ý mình chụp rất là nhiều ray như này, là từ cái thời mà 2013 là mình chụp điện thoại cũng có ray như này luôn rồi. Nói chung là cái tia như này bạn xác định và phụ thuộc vào thời tiết. Ví dụ sáng hôm nay bạn đi chụp, bắt buộc theo mình thấy, 90% mình thấy là tối hôm trước đó trời mưa, mưa to, mưa rào ấy, tầm đêm khuya 11-12 đêm gì đó. Khi nào bạn thấy đêm nó trời mưa thì hôm sau, sáng hôm sau mà nắng sớm tầm cỡ, bạn đi bạn dậy 5 giờ sáng nha, tầm 5 đến 6 giờ sáng đó, tia ray rất là đẹp, bắt đầu mặt trời nó mọc kiểu hướng đông, nó nghiêng, nó chiếu lá qua lá cây, nó xiên xuống, ánh nắng nó xuống rất là đẹp. Lúc đó cái cộng với cái sương mù, không phải sương mù, gọi là hơi nước của đêm hôm qua nó còn đọng lại lá cây á, với không khí có nhiều nước á, rồi ánh nắng nó kết hợp, nó tạo ra cái tia rất là đẹp, mắt thường nhìn là thấy luôn, không cần phải gì hết. Bởi vậy các bạn thường các bạn bảo là đi tục chụp ray rất là hên xui, nhưng cái này mình xác định được. Rồi có cái chụp như nào, cái chụp để có tia đẹp thì các bạn để ý cho mình, nó cũng thuộc một dạng như là phơi sáng, nhưng cái này không phải phơi, các bạn muốn phơi cũng được. Còn muốn phơi thì các bạn có thể gắn filter ND hay là không ND thì các bạn chụp bình thường. Ở đây mình chụp một bức hình này với khẩu là tầm f11-14, có tấm là f8 chẳng hạn. Ở đây f14. Nói chung những bức hình này các bạn, nếu các bạn chụp bình thường nha, tóc bình thường tầm 1/200-300 gì đó thì tia nó, cái ray nó không có đẹp, với cái tia này nó không có đẹp lắm này. Bởi vậy mình thường chụp cái tốc độ tầm khoảng an toàn là 1/20 đến 1/50. Cái tốc nó càng thấp có nghĩa là cái tia này nó hiện lên càng rõ và cái ray này cũng càng rõ hơn. Còn các bạn muốn phơi như 1 giây, 3 giây thì các bạn có thể chụp trên máy phơi bình thường, khép khẩu đến tầm F14 nó tối rồi vẫn được. Nếu không chưa tối lắm có thể gắn filter vào. Nhưng ở đây khi mình chụp ở khẩu F14, tóc 1/25 hay 20 gì đó thì mình đẩy ISO lên tầm, mình nhớ là 1000 hay 2000 gì đó ban ngày đấy. Trong này có ISO không? Trong này không có ISO. Mình mở Photoshop lên nó có báo ISO bao nhiêu. ISO 200. Đây, thì lúc này là ánh nắng nó đẹp rồi. Mở chụp F14 1/25 giây. Tóc rất là chậm. Rồi ok. Những cái hình, các bạn để ý vì sao cái tia nó khác nhau nhé. Lúc thì tia nó sắc như này, lúc thì tia nó nhiều cạnh như này. Bởi vì cái này nhiều cái tán lá quá, nó phản xạ ra, tạo nó đẩy ra, thì nó đây là kiểu như có hai cái mặt trời nó chồng lại lên với nhau. Đó là bên, ví dụ bên này là 14 tia chẳng hạn, thì đó đây cảm giác như đó là 14 còn 14 nó chồng lên chung á. Đâu ra đây, đây cảm giác như là 28, cảm giác như vậy á. Rồi ok.
Nói chung các bạn để ý bức này thấy rõ, khi mình chụp chuyển động thì xe chỉ rất là nhanh vì mình chụp tốc 1 phần 25 giây. Đây, người đứng yên thì nó ấy, còn xung quanh nó mờ, tiêu và ánh nắng rất đẹp. Đó, đây mình chỉ blend màu thôi, chưa để tốt gì hết, cái điểm vẫn còn nguyên này. Với vậy các bạn chú ý chụp xác định thời gian có ray, chụp tóc khá là thấp 1 phần 25, khẩu F11, F14. Ok, các bạn thử khi nào trời mưa đêm đó các bạn hôm sau đi sớm nhé. Công viên Tao Đàn, Sài Gòn có Tao Đàn, Gia Định, rồi ở nhà thờ Đức Bà chẳng hạn. Ok, chúc bạn thành công.